xuyên Việt thành lục hoàng tử đầy quyền thế. Nhưng người hôn phu lại bị nam chính cưa đi chỉ bằng một tô cháo trắng. Đang khi Tào Quyết dạy cho cả hai một bài học thì bỗng phát hiện những cô gái trong nhà nam chính toàn là tuyệt thế. Nam chính này, vì ngươi cướp đi vị hôn thê của ta, lại cướp cả nhà ngươi. Bẩm điện hạ, bên ngoài có người truyền tin. Tin gì? Người mang tin là một gã ăn mày. Hắn nói là bằng hữu của vị cô nương mà hôm nay đi cùng điện hạ. Hắn mang theo một vật làm tin, dù vị cô nương kia ra gặp tại chợ huyện Nam Giao. Bằng hữu của tiểu độc vật. Bằng hữu của tiểu độc vật đều là thú hoang trong rừng. Lấy đâu ra bằng hữu là ăn mày? Thật không khó để đoán. Tên ăn mày kia hẳn là do nam chính phải đến. Cứ đưa vật làm tin tới, nếu nàng ta muốn ra ngoài, không cần ngăn cản. Vâng lệnh. Lòng người là thứ rất khó để kiểm tra nhất. Thay vì gửi gắm tương lai vào lòng trung thành của người khác, thì tại sao ngay từ đầu không nắm giữ trong tay chính mình? Theo dõi bọn họ, ta muốn biết mọi chuyện diễn ra giữa bọn chúng. Tiểu cô nương, ca ca Tiêu Cảnh, hai người kia là ai thế? Ta không biết bọn họ. Ta không quen biết, đến miếu Thành Hoàng. Trên đường nghe đồn họ không muốn đến miếu Thành Hoàng, nên liền đi theo bọn họ một đoạn đường. Thật kỳ lạ, chẳng phải bọn họ định đến miếu Thành Hoàng sao? Sao lại chạy mất rồi? Tiểu cô nương tại hạ nghĩ không thấu, lại quên mất rằng hắn là người đầu tiên đến Thị Kinh Thành. Thật sự xin lỗi. Không sao, ta đây không phải đã tới sao? Tiểu Cảnh ca ca, huynh vội vội vàng vàng gọi ta ra, có chuyện gì nóng này chăng? Là có chuyện chậm trễ sao? Ta tìm nàng ra vì muốn thăm dò một số việc. Ta muốn biết hôm nay xảy ra chuyện gì ở Tử Lâu Tứ Hải. Tại sao ta lại bị trúng độc? Tại sao lại có nhiều người trúng độc ở Tử Lâu Tứ Hải như vậy? Hóa ra là chuyện này à? Người qua đường đó là ai? Tại sao lại hạ độc ta? Vụ này ta không rõ. Nam chính suy nghĩ một lát, không có manh mối nào, thở dài rồi bỏ mặc chuyện đó. Ta muốn hỏi thăm nàng về tin tức của một người nữa. Tiểu Cảnh ca ca, huynh muốn hỏi thăm về chủ nhân của ta sao? Tin tức về người phụ nữ bị bắt từ Tử Lâu Tứ Hải ấy à? Biết ngay là người sẽ hỏi mà. Lúc ra ngoài đã cố tình hỏi thăm một chút rồi. Lúc ta ra ngoài thì cô ta đang tắm rửa ở Xuân Phong Các. Chủ nhân là ai thế? Chủ nhân thì chính là chủ nhân chứ sao? Nam chính nhìn tiểu độc vật, nhớ mắt lại. Không biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy trong lòng trống vắng vô cùng, giống như đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tiểu thư, chủ nhân mà cô nói là Mục Dịch, Lục Hoàng tử đúng không? Bọn họ hình như đúng là gọi chủ nhân là Điện Hạ Hoàng tử. Lại là Lục Hoàng tử nữa. Tên này sao cứ đeo bám không buông thế này, giành hết đồ của ta. Hay hôm nay nam chính đã nhận ra, tiểu độc vật có thiên phú cực cao về phương diện dùng độc, luôn muốn giữ tiểu độc vật bên cạnh. Như vậy thì, sau này sẽ không ai có thể dùng vật có độc để làm. Nhưng không ngờ lại bị Mục Dịch nhanh chân hơn. Tiểu thư, tâm tư cô đơn thuần, chắc chắn đã bị Lục Hoàng tử đó lừa rồi. Ta đã nói với cô chưa? Hắn là một kẻ đại gian đại ác. Lý do khiến ta ngã từ trên vách núi xuống là do hắn ban tặng đấy. Nam chính nói xong, khuôn mặt đầy vẻ kỳ vọng nhìn tiểu độc vật. Lần trước khi hắn nói những lời này, phản ứng của tiểu độc vật rất lớn, nói thẳng ra phải đi giết tên đại gian đại ác, báo thù cho hắn. Vốn dĩ chuyện săn giết là chuyện thường ngày, không nên làm quá lên như thế. Mà cuộc sống ở chốn núi rừng luôn như vậy, thiếu thực lực thì chỉ có thể trông mong vào may mắn. Tiểu Cảnh ca ca, huynh may mắn đấy, rơi từ vách đá cao như thế xuống mà vẫn sống. Không thể tiếp tục dây dưa với tiểu độc vật này thêm được nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được La Hán Tổ Sư nhanh thôi. Tên nam chính nhìn tiểu độc vật vừa định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng chiêng đồng từ xa vọng lại. Tên nam chính ngẩng đầu nhìn thì thấy có hai tù nhân bị áp giải giữa vòng quân lính bảo vệ thành. Một thanh niên nho nhã thế kia mà bị lôi diệu phố. Triều đình đại hạ lại bức hại trung lương đến cảnh này, thật khiến lòng người lạnh lẽo. Tiểu Cảnh ca ca, huynh không nhận ra người đó là ai sao? Không nhận ra? Tiểu cô nương, người vậy mà biết người này? Trong lòng anh nam chính lúc này muôn phần. Tiểu độc vật mới tới Thánh Kinh Thành được 3 ngày, cách nào để làm quen với người mà ngay cả nếu là người khác thì có lẽ ta không quen biết, nhưng tình cờ ta lại biết người này. Người này tên là Liễu Trường Viễn. Theo lời của chị Hoàng Anh kể thì hắn ta là một môn quan ngự sử của ngự sử đài, có tiếng rất tốt trên triều. Liễu Trường Viễn, môn quan ngự sử đài thì có quyền tố giác mọi việc. Hoàng thất đại hạ vậy mà lại ngược đãi cả ngôn quan sao? Thật không thể tin nổi. Ca ca Tiểu Cảnh, đừng có lúc nào cũng ngắt lời ta. Liễu Trường Viễn không phải vì việc công mà bị bắt. Hắn ta bị bắt vì con gái hắn ta vu oan cho thái tử, bị liên lụy vào án giết tù nhân. Con gái Liễu Trường Viễn là Liễu Như Yên. Liễu Như Yên đã thấy ca ca Tiểu Cảnh bị đầu độc ở Tử Lâu, không nói một lời liền vu cáo điện hạ nhà ta muốn hại ngươi, mới bị quân phòng vệ thành phố bắt. Tiểu Cảnh ca ca, Liễu Trường Viễn bị đưa đi diều phố, không phải điện hạ muốn hại hắn, mà là vì ngươi. Nam chính nghe nói cả nhà Liễu Như Yên vào tù vì mình, không những không cảm động, ngược lại trong lòng lại trào ra sự ghét bỏ và chán ghét vô tận. Lại là Liễu Như Yên. À, đàn bà này thật sự làm người ta chán ghét hơn cả Lục Hoàng tử Mục Dịch. Mục Dịch chỉ là như hồn ma theo đeo bám cướp đồ của ta, nhưng Liễu Như Yên thì vô cùng vô tận, mang lại cho ta rất nhiều rắc rối. Hai người này đúng là vợ chồng, thật là đôi trời sinh.
Đúng rồi cô nương, ngươi ở phủ Lục hoàng tử có từng nhìn thấy một chiếc nhẫn kiểu dáng cổ xưa không? Vừa đến nhà điện hạ ta, vết thương chưa kịp băng bó, ngươi gọi ta ra ngoài. Ta chưa đi đâu hết, ta cũng chưa từng thấy nhẫn gì. Lúc này nam chính mới để ý thấy vết thương trên trán tiểu độc vật, hắn ân cần hỏi, đầu ngươi bị thương thế nào? Có phải Mộc Dịch đánh ngươi không? Không phải do điện hạ đánh, là ta cầu xin hắn cho ta nương nhờ. Ta khấu đầu xin hắn, con khấu đầu xin điện hạ. Đáng ghét, ta dùng đủ mọi cách, thử đủ mọi thủ đoạn, nhưng đều không giữ tiểu độc vật lại được. Kết quả là nó quay sang khấu đầu xin Mộc Dịch cho nương nhờ. Nam chính suýt nghi ngờ về bản thân, lẽ nào giữa hắn và Mộc Dịch kia khoảng cách lại lớn đến đồng thời nam chính lại cảm thấy bất công. Khoảng cách giữa hắn và Mộc Dịch lớn đến vậy, sao Liễu Như Yên lại luôn đeo bám chàng? Có phải để trêu chọc ta không? Trong sách thoại của nam nữ chính có một đoạn tương tự. Nàng chạy chàng đuổi, nàng không thể bay với đôi cánh được. Chẳng lẽ hai người họ coi ta thành công cụ để trêu chọc? Trai đẹp gái đẹp, quá đáng lắm. Tiểu độc vật chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nam chính, trong đôi mắt nhỏ bé ấy chứa đầy sự nghi hoặc. Có vẻ như ca ca Tiêu Cảnh tức giận lắm. Có phải là vì ta đi dập đầu với điện hạ không? Không có công lao cũng có khổ lao. Có lẽ là thế, ca ca Tiêu Cảnh cũng rất nghèo, chắc chắn chàng cũng rất cần tiền. Quay về ta sẽ nói với điện hạ một tiếng, để ca ca Tiêu Cảnh cũng đến dập đầu trước điện hạ. Nếu điện hạ vui, biết đâu sẽ ban cho chàng một ít hạt dưa vàng. Tiểu độc vật thấy mình rất thông minh, quả nhiên lại nghĩ ra được cách tốt như vậy. Nam chính không thể biết được tiểu độc vật đang nghĩ gì. Chàng không chắc chiếc nhẫn có trong tay đại hoàng tử hay trong tay Mộc Dịch, con trai của đại hoàng tử. Chàng không thể liên lạc với bên đại điện được, giờ chỉ có thể hy vọng ở Mộc Dịch. Tiểu cô nương, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Tiểu độc vật vừa nghe thấy câu này, ngay lập tức mặt mũi tươi cười. Ta biết ngươi sẽ cầu xin ta mà. Ngươi cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Điện hạ rất coi trọng ta, chỉ cần ta mở miệng, hắn nhất định sẽ cho ngươi như nguyện. Nam chính nghi ngờ nhìn tiểu độc vật. Có khi nào thực sự là xa nhau ba ngày? Phải nhìn nhau bằng con mắt quái vật nhỏ này mới vào thành 3 ngày, vậy mà đã nhanh trí như vậy. Ngươi thực sự biết ta nhờ ngươi chuyện gì? Đương nhiên là biết. Ca ca Tiêu Cảnh, ngươi cứ chờ ở đây, ta về tìm điện hạ ngay, chắc chắn sẽ trong thời gian ngắn nhất cho ngươi đáp án. Khoan đã, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nam chính thở dài, không biết tại sao trong lòng hắn lại có dự cảm không lành. Trong ngục tối, ngục của Liễu Nhược Yên không giống với những tù nhân khác. Ngục của nàng rất rộng, giống hệt phòng bình thường, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ. Đây là đãi ngộ dành cho tông quyến hoàng thất. Người đâu? Hoàng phi có gì phân phó? Nhanh chóng đưa đồ này đến hội thơ Xuân Triều. Hội thơ Xuân Triều là sân khấu tốt nhất để những chàng trai và cô gái trẻ nổi danh thiên hạ. Liễu Nhược Yên rất tự tin, bài văn này của nàng một khi ra mắt nhất định có thể dìm át hết những cô nương khác. Danh được giải nhất thái tử phi gì chứ, ta còn chẳng thèm. Ta muốn làm nữ tướng đầu tiên của vương triều đại hạ. Nghe những lời này, sắc mặt của tên cai ngục lập tức trở nên khó xử. Mày Liễu Nhược Yên lập tức nhăn lại, rồi nghĩ ra điều gì, rút ra một nén bạc vụn ném xuống chân tên cai ngục một cách ghê tởm. Ta cũng không để cho ngươi chạy một cách vô ích. Đây là tiền thưởng, ngươi cầm đi uống trà đi. Người cai ngục nhìn thoáng qua đồng bạc vỡ vụn lớn hơn hạt đậu vàng không bao nhiêu, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Người cai ngục khó chịu trong lòng, cúi đầu nhìn đồng bạc vỡ như thể sợ bẩn chân của mình, rời đi bên cạnh. Hy vọng quý phi biết, ngoại trừ giết người trong mục tối, vẫn luôn chỉ có đem đồ vào, chưa từng có luật lệ đem đồ ra ngoài. Kẻ hèn còn có công vụ trong người, nếu quý phi không còn chuyện gì, vâng kẻ này cáo lui. Chỉ là một tên cai ngục dễ thương, thật không ngờ cũng dám nhục nhã ta như vậy, thật là vô lý. Nữ chính đang mắng mỏ, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, một giọng nói trung chính truyền vào. Không làm phiền các vị quan, tự Liễu mỗ đến là được. Nghe được giọng nói này, sắc mặt Liễu Như Yên liền biến đổi. Không lâu sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Cha, sao người lại? Nữ chính chợt nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Liễu Trường Viễn, nữ chính bỗng chốc hốc mắt đỏ hoe. Cha, sao người lại? Như Yên, con vẫn ổn chứ? Con gái ổn, vậy là tốt. Nữ chính nhìn vẻ mặt của phụ thân, cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt trong hốc mắt rơi xuống nào. Cha rốt cuộc là ai đã hại các ngươi? Có phải là Mục Dịch chỉ đạo không? Hắn muốn báo thù ta, tại sao lại liên quan đến các ngươi? Như Yên đừng có ra vẻ con gái yếu đuối, chỉ cần lương tâm trong sáng không có gì phải sợ, cần gì phải lo lắng. Cha, Liễu Như Yên còn muốn nói gì đó, Liễu thị đột nhiên mở miệng, bà trừng mắt nhìn nữ chính, ánh mắt chứa đầy vẻ thất vọng không thể che giấu. Như Yên, sự việc đến nước này rồi, chẳng lẽ con vẫn không biết hối cải sao? Mẫu thân chuyện này liên quan gì đến con gái? Rõ ràng là tên Mộc Dịch kia coi thường pháp luật, giết người bừa bãi. Con gái chỉ muốn chủ trì công lý, kết quả lại bị hắn vu oan giá họa, hiện giờ lại càng bị nhốt trong lao tù. Mẫu thân không những không giúp con gái phân trần, còn đứng về phía kẻ ác hành hung, vô cớ đổ lỗi cho con gái. Đây lại là đạo lý gì? Liễu thị vô cùng cay nghiệt với Liễu Như Yên, bị nàng ta xỉa sói một trận, lập tức tức đến nỗi sắc mặt tái xanh, run rẩy, thậm chí không nói nên lời. Liễu Như Yên thấy mình đã chiến thắng mẫu thân, đang đắc ý thì đột nhiên nghĩ ra điều gì. Cha, người chờ một chút, con có một bất ngờ dành cho người.
Cha, bài văn này là do con mới viết. Bài văn này là tác phẩm khiến con gái vô cùng đắc ý kể từ khi sinh ra. Còn xin người hãy xem. Liễu Trường Viễn sửng sốt một chút, rõ ràng là không ngờ nữ chính trong mục giam này vậy mà vẫn có thể tu dưỡng thân tâm, biết một bài văn thật tuyệt. Như Yên con đã trưởng thành rồi, cha rất đỗi vui mừng. Liễu Như Yên nghe vậy, vội vàng giơ cao bản thảo. Liễu Trường Viễn chỉ thoáng nhìn, ánh mắt ông đã ngưng động lại. Hoàng tử phạm pháp cũng chịu tội như thường dân, thật là đáng mừng, thật là người ta vui mừng quá. Ánh mắt Liễu Trường Viễn sát phạt nhìn chằm chằm vào bản thảo, cơ thể run rẩy không kiềm chế được. Như Yên, bài viết này con đã đưa cho người khác xem chưa? Chưa, cha là người đầu tiên nhìn thấy. Trước đó con viết xong, định đưa bản thảo đến lễ hội thơ xuân, nhưng những tên đầy tờ đáng yêu này lại không chọn, thật quá đáng. Nghe vậy, Liễu Trường Viễn bỗng thở phào nhẹ nhõm, ông quay lưng lại, khó nhọc hành lễ với cai ngục. Cảm ơn viên quan này, cứu nhà họ Liễu ta. Lại đại nhân, ta biết đại nhân là quan tốt. Đã đến đây, thì hãy khuyên giải hoàng phi cho tử tế, cấm kỵ không cho phép đưa đồ ra bên ngoài. Không đơn thuần chỉ để làm khó tù nhân, mà nhiều lúc là để cứu mạng người. Ví như lúc nãy, nếu không có tiểu nhân cản lại, thì cả họ chín đời nhà họ lại bị nghiền xương thành bột. Lưu tiểu thư, người là hoàng phi cao quý, tự nhiên sẽ coi thường những kẻ hầu người tờ ó như chúng ta. Nhưng vẫn có câu thành ngữ xưa ta mong người có thể nghe qua: đầu đội trời, chân đạp đất, ắt hẳn phải cúi đầu. Mong rằng người có thể hiểu đạo lý này, và sau này có thể ít chịu khổ sở hơn. Nữ chính không thèm để ý đến cai ngục, còn đang đắm chìm vào cảnh Liễu Trường Viễn cảm ơn cai ngục. Thưa cha, cha thấy bài viết con viết không tốt ư? Tất nhiên là bài viết của con rất tuyệt, con đã vượt xa cha rồi. Bài viết hay như vậy, tại sao ngươi lại làm thế? Ha, bài viết không có vấn đề gì cả, hoàng tử phạm pháp thì cũng phải chịu tội, cũng không có gì sai. Nhưng mà Như Yên à, những lời này không nên phát ra từ miệng con. Con hãy ngoảnh lại nhìn phía sau mình xem, con được hưởng vinh hoa phú quý và địa vị trong hoàng tộc, kết quả lại quay sang mũi tên nhắm vào hoàng tộc và hoàng quyền. Con có biết mình đang làm gì không? Con đang đẩy cả nhà họ Liễu vào cảnh vạn kiếp bất phục. Con đã xin hủy hôn rồi mà. Hơn nữa, con cũng không muốn vào ngục này, là chúng bắt con vào đây.